Vũ xin kính chào các anh chị và các bạn. Trước mặt các anh chị các bạn đó là dòng xe Tam Hiệp ở thành phố Biên Hòa. Hiện tại Vũ đang đứng ở công viên ở dòng xe Tam Hiệp. Cái cổng chào phía trước mặt anh chị và các bạn đó là cái cổng chào đi vào thành phố Biên Hòa. Còn cái hướng bên đây, hướng này là đi từ Sài Gòn đi xuống nè. Đó, ngay chỗ đây là nó có một cái hầm chui để cho xe tải và xe những cái xe ô tô á, là nếu mà đi thẳng theo quốc lộ 1 á thì sẽ đi xuống hầm chui, còn xe máy thì không được xuống đi. Còn ở phía xa bên đây, sau cái bảng đó, sau cái bảng quảng cáo đó là cái công viên Tam Hiệp. Hôm nay là ngày 23 tây tháng 12 rồi, cũng sắp sửa tới ngày Noel, nên mình muốn mời các anh chị cũng như các bạn để coi cái không khí Noel ở thành phố Biên Hòa như thế nào, ở xóm đạo nó như thế nào. Mọi người đi xem đèn rất là đông, mình coi cái không khí đó nó vô cùng tấp nập và mình cảm giác giống như cái Noel nó sắp sửa đến gần rồi các anh chị và các bạn. Giờ bây giờ mình đi nha. Bây giờ mình đi vào cái hướng phường Tân Mai các anh chị các bạn. Ở dưới trong đó là nó cũng có cái khu vực cái xóm đạo nhà thờ rất là nhiều. Mình cũng có những cái video đã nói về cái nhà thờ Tân Mai cũng như cái không khí Noel này về nhà thờ Tân Mai rồi. Bây giờ mình coi cái không khí mà ở ngoài đường. Cái đường này là đường Phạm Văn Thuận. Sắp sửa mình đi vào cũng chào các anh chị các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật, còn một ngày nữa là tới Noel rồi, nên mọi người cũng tranh thủ đi xem đèn. Có thể mình giữa đây mình có thể mình bị kẹt xe nữa các anh chị và các bạn, nhưng mà cái điều đó nó không quan trọng. Quan trọng là mình cho các anh chị các bạn thấy những hình ảnh về cái không khí lễ hội Noel hay lễ hội Giáng sinh ở xóm đạo ở Biên Hòa năm 2018 nó như thế nào. Lối vào đây là như bữa nay là họ buôn bán cũng ít hơn, bán đồ ăn tối rất là nhiều, nhưng bữa nay có thể là họ đi chơi Giáng sinh rồi nè, nên nó vắng. Chứ bình thường ngay những cái hành lang vỉa hè này họ bán đồ ăn tối rất là nhiều, cơm tấm được rồi, bún hủ tiếu rồi ốc nữa. Còn mấy cửa hàng này là bình thường tới 9 giờ mới đóng cửa, hình như bữa nay nó cũng đóng cửa sớm hơn bình thường để họ đi chơi Noel, họ đi xem đèn. Cái Giáng sinh ở Biên Hòa, ở xóm đạo đây, cái điều mà vô cùng hấp dẫn tức là trang trí đèn hoa cờ đèn rất là đẹp. Mấy bên phải các anh chị các bạn là cái lối vô chợ Tâm Hòa. Đây, đây là vô chợ Tâm Hòa. Đó, đèn rất là nhiều. Ở trong chợ Tâm Hòa nó có một cái nhà thờ Tâm Hòa, mình có video sẽ có video nói về nhà thờ Tâm Hòa đó. Cái không khí ở đó và các chị các bạn. Đó, các chị các bạn thấy đông không? Rất là đông. Chưa đâu, mình đi tới ngay gần nhà thờ Tân Mai, khu vực chợ Tân Mai rất là đông. Khúc này nó hơi vắng tí. Là khoảng 8 giờ rồi, bữa nay mình đi hơi trễ nên các anh chị các bạn. Nhưng mà họ đi chơi cũng còn rất là đông. Đây là một cái lối vô nhà thờ.
xóm đạo chỗ nào cũng có nhà thờ. Đây là hồi nãy là ở dưới kia là cái phường Tam Hòa, còn đây là tới gần tới địa phận của phường Tân Mai rồi, quận Tân Mai các chị bạn. Tân Mai cũng là một khu vực xóm đạo. Alo alo, trời ơi nhạc mở to quá. Giờ mình sẽ đi ra ngoài đường bên đây, mình đi vào cái khu vực xóm đạo Tân Mai. Mình sắp sửa tới chợ Tân Mai rồi các anh chị các bạn. Thì cái nhà thờ Tân Mai ha, cái khu vực xóm đạo Tân Mai thì nó rất là đông. Đây hai bên đường á, cái ngày mà ngày Noel ngày 25 tháng 12 á, là ngay chỗ này là nó vắng hoe, người ta nghỉ ta ăn Noel, không có buôn bán gì nữa hết. Đây là các anh chị các bạn, đây ở đây là cũng là cái phường trung tâm ở thành phố Biên Hòa. Đây là phường Tân Mai, cũng tập trung rất là nhiều ngân hàng rồi những cái siêu thị lớn. Đây. Mấy những cái năm trước á, thì khu vực này á, họ treo đèn ngoài đường rất là nhiều, nhưng mà sau này nhà nước hình như không có cho treo đèn, nó rất là nguy hiểm, ta chỉ treo những cái cờ nhỏ thôi. Anh chị thấy những cái cờ văng ở bên đường đó đó, thấy không? Anh chị thấy mở nhạc rất là to, mình không biết nhạc này có bị cái gì không, cãi đó. Đó mở nhạc Noel đó, đó đèn khu vực này, đây là chợ Tân Mai nè đó anh chị các bạn, chợ Tân Mai. Đây, hai bên đường đó cũng có treo đèn, những cái năm trước là treo đèn rất là nhiều lắm, treo đèn. Đây sắp sửa ta vào cái lối nhà thờ Tân Mai này nè, cái xóm đạo ở trong Tân Mai á. Thôi bây giờ mới mở vào cho em rất là nhiều rồi, kẹt xe đó. Đây là lối vào cái khu xóm đạo Tân Mai, cái nhà thờ Tân Mai trong đó, các anh chị các bạn, các anh chị các bạn thấy không, xe rất là đông. Thôi bây giờ đang đổ về đấy chứ. Rồi mình sẽ đi. Đi tiếp, ở dưới đây nó có đi qua một xóm đạo nữa, mà nó rất là lớn này. Đây. Rồi mình sẽ coi một số hình ảnh ở trên đường Phạm Văn Thuận, cái đường chính mà từ Tam Hiệp đi vào thành phố Biên Hòa. Đường này đường Phạm Văn Thuận. Mình chạy xe như vậy không biết nó có ảnh hưởng gì tới cái giọng nói của mình hay không. Ở đây chắc khuyến mãi gì nè, chăn ra gối niệm nè. Rồi đi tiếp, đi ngoài đường mà nghe tiếng nhạc là mà không biết nó có dướng vô trong cái lời nói của mình hay không. Đó, các anh chị các bạn, đường Phạm Văn Thuận, cái không khí Noel bây giờ hơn 8 giờ rồi đó, nhưng mà mọi người còn đi chơi rất là nhiều đó, thấy không, quẹo ra quẹo vô kẹt xe tà lè luôn. Đó các bạn thấy không, nhích từng bước đó. Sắp sửa tới đây nó có một cái siêu, hai cái siêu thị lớn,
một siêu thị điện máy Nguyễn Kim và cái siêu thị Vincom. Rồi chắc nó kẹt xe ngay chỗ siêu thị Nguyễn Kim rồi nè. Đó, không mình nói thế nào cũng gặp kẹt xe thôi. Đó, cái đèn đỏ thúc ở trên kia cách 200-300 mét mà ở đây là kẹt xe rồi. Ở đây là có một khu tòa cao ốc, khu dân, khu chung cư nè, trang trí Noel rất là đẹp nè, có hai hình mấy người tiết ra này nè. Đó, Nguyễn Kim đó các anh chị các bạn. Chiếc xe đổ à, Nguyễn Kim. À, ở ngay trong ngay chỗ này là cái ngã tư Võ Thị Sáu, Võ Thị Sáu là Phạm Văn Thuận nha. Đó, trước mặt cái siêu thị Vincom đó, kẹt xe nè, đèn đỏ kẹt xe, mọi người đi chơi Vincom rất là nhiều. Đây nó có một cái thông rất là đẹp. Cái video của Vũ tới đây cũng xin kết thúc. Cảm ơn các anh chị, các bạn đã quan tâm theo dõi. Vũ sẽ có những cái video về Noel ở xóm đạo Biên Hòa Đồng Nai, thì cũng như không khí của lễ Giáng sinh. Cảm ơn các anh chị, các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các anh chị và các bạn Giáng sinh vui vẻ.